chỉ định thầu hai công trình tiền tỷ, nguyên chủ tịch xã chỉ bị khiển trách. Nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Khê, huyện Hải Lăng chứng minh 8 vi phạm đến mức phải kỷ luật cảnh cáo. Tuy nhiên, được xét các tình tiết giảm nhẹ nên ông Tám chỉ bị kỷ luật khiển trách. Hôm nay, ngày 23 tháng 6, ông Lê Thế Quảng, Bí thư huyện ủy Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị xác nhận, Ban Thường vụ huyện ủy Hải Lăng đã quyết định kỷ luật khiển trách ông Trương Minh Tám, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Khê. Ban Thường vụ huyện ủy này xác định, quá trình công tác, ông Tám là đại diện chủ đầu tư xây dựng công trình sàn lớp mặt bằng khu chăn nuôi tập trung thôn Trung An, đoạn nối tiếp và công trình điện thắp sáng đường kiểu mẫu. Xã và đường thôn, xã Hải Khê đã không chấp hành đúng quy định pháp luật. Cụ thể, ông Tám vi phạm điểm C, khoản 2, điều 40, quy định 69 gạch chéo quy đề gạch ngang TVK của Bộ Chính trị, làm trái quy định trong thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu dự án, trong quản lý, cấp phát, thanh toán vốn, cho chủ trương, quyết định đầu tư dẫn đến dự án đầu tư không hiệu quả. Sai phạm của ông Tám là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng nơi ông Tám sinh hoạt, công tác. Đối chiếu các quy định, vi phạm của ông Trương Minh Tám, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Khê đến mức phải xử lý kỷ luật cảnh cáo. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, ông Tám đã thành khẩn, tự giác nhận khuyết điểm, trách nhiệm cá nhân. Ông Tám có nhân thân là con liệt sĩ, con mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng. Quá trình kiểm tra chưa phát hiện việc ông Tám thực hiện hành vi sai phạm để vụ lợi cá nhân, lạm dụng chức vụ để trục lợi cá nhân. Hiện ông Tám thường xuyên đau ốm nằm viện dài ngày, mất sức lao động 76%. Xét các tình tiết giảm nhẹ, Ban Thường vụ huyện ủy Hải Lăng quyết định kỷ luật khiển trách ông Tám. Trước đó, tháng 4, 2022, Ủy ban nhân dân xã Hải Khê có hai dự án xây lắp công trình, gồm san lấp mặt bằng khu chăn nuôi tập trung thôn Trung An có tổng mức đầu tư 1,77 tỷ đồng và điện thắp sáng đường kiểu mẫu, xã và đường thôn. Xã có tổng mức đầu tư 1,43 tỷ đồng. Hai công trình này do Ủy ban nhân dân xã Hải Khê làm chủ đầu tư, thuộc dự án bắt buộc phải đấu thầu vì có mức đầu tư trên 1 tỷ đồng. Thế nhưng, đại diện chủ đầu tư là ông Trương Minh Tám. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Khê lại chỉ định thầu cho ông Nguyễn Hoài Thu thi công dưới danh nghĩa đội trưởng đội thi công. Ông Thu là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hiếu Sang, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng. Ông Tám đã thừa nhận sai khi không thực hiện đấu thầu hai công trình nêu trên và biện minh do thiếu hiểu biết, chưa có kinh nghiệm. Theo kết luận thanh tra của thanh tra huyện Hải Lăng, việc chủ đầu tư hai công trình trên không thực hiện quy trình đấu thầu là không đúng quy định. Sau đó, ông Trương Minh Tám có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động. Ngày 30 tháng 7 năm 2022, sau khi xem xét đơn của ông Tám và tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng, Ban Thường vụ huyện ủy Hải Lăng đã đồng ý để ông Trương Minh Tám, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Khê, nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động 76% kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2022.